Lũ các sông vượt mức báo động, Thừa Thiên Huế cho hơn 290.000 học sinh nghỉ học. Mực nước trên các sông tại Thừa Thiên Huế tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ ở sông Hương và sông Bồ có thể đạt và vượt mức báo động 3. Ghi nhận từ báo Dân Chí, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước lũ trên các sông tại Huế đang có xu hướng tăng nhanh. Đêm qua, Hồ Tả Trạch và Thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương điều tiết nước lũ về hạ du, nước lũ tràn qua đập đá. Hàng trăm hộ dân sống dọc sông Hương, sông Như Ý bị nước tràn vào nhà. Hiện nay, lũ trên các sông đang lên nhanh. Lúc 5 giờ, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,88m, dưới báo động 3 khoảng 0,62m. Mực nước sông Bồ tại Phú Ốc là 3,65m, trên báo động 2 chừng 0,65m. Dự báo trong ngày hôm nay, mực nước trên các sông tiếp tục lên, đỉnh lũ ở sông Hương và sông Bồ có thể đạt và vượt báo động 3. Dự báo trong ngày hôm nay, mực nước trên các sông sẽ tiếp tục dâng cao, với đỉnh lũ trên sông Hương và sông Bồ có khả năng đạt và vượt mức báo động 3. Theo đó, lúc 19h45 ngày 24 tháng 11, do mưa lớn, ngọn đồi phía sau nhà ở ông Trần Văn Khưa, sinh năm 1973, trú tại thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, xảy ra sạt lở, vùi lấp một phần căn nhà. Thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà ông Khưa có 8 người, các thành viên trong gia đình. Ông Khưa và vợ là chị A Hơ bị thương, được đơn vị và lực lượng chức năng đưa đi sơ cứu tại trạm y tế Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92. 6 thành viên còn lại trong gia đình an toàn và được đưa đến trú tại nhà người thân xung quanh. Cũng liên quan đến sạt lở do mưa lũ, sáng 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế chỉ đạo sơ tán 43 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở đất, gồm 14 hộ dân khu vực Phú Gia, xã Lộc Tiến, 7 hộ dân thôn Trung Phước Tượng và Trung An, xã Lộc Trì, 10 hộ dân dọc đường quốc lộ 49B, xã Lộc Bình, 12 hộ thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện mưa lũ tại địa phương vẫn đang diễn biến khó lường. Từ ngày 18 tháng 11 đến sáng sớm 25 tháng 11, địa phương này có mưa to, mưa rất to. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 25 tháng 11. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng tỉnh, sáng nay cho biết toàn bộ học sinh trong tỉnh được nghỉ, tổng hơn 291.000 em. Lý do là ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn trên diện rộng. Nước lũ từ thượng nguồn sông Hương, sông Bồ đổ về nhanh khiến nhiều địa bàn ngập sâu. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế, trong những ngày qua, địa bàn tỉnh này đã có mưa to và rất to. Đặc biệt, khu vực núi Bạch Mã, huyện Phú Lộc đã ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Mưa lớn tại khu vực thượng nguồn các thủy điện Bình Điền, Hương Điền, Tả Trạch đang tạo ra nguy cơ lũ lụt, ngập úng tại các vùng trũng thấp, cùng với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình lũ lụt có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương và người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo lũ để có những biện pháp ứng phó kịp thời. Cơ quan chức năng yêu cầu cấm tất cả phương tiện và người qua lại trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao hoặc đang có lũ, ngập nước cũng như các khu vực ngầm, tràn, cầu cống có nước chảy xiết. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng được yêu cầu đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng di rời, sơ tán dân tại các vị trí trọng điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Phương châm phòng chống thiên tai được khuyến khích là 4 tại chỗ, bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Với tình hình thời tiết nguy hiểm như hiện nay, việc cho học sinh nghỉ học là một biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em và giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong mùa mưa lũ. Miền Trung mưa lớn đến bao giờ? Vào sáng ngày 24 tháng 11, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, đặc biệt từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Tình hình mưa kéo dài đến sáng với mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Ghi nhận từ báo Tiền Phong, theo thông tin từ cơ quan khí tượng, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23 tháng 11 đến 3 giờ sáng 24 tháng 11 tại một số địa phương rất lớn như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế đạt 222,6mm, Trà Dơn, Quảng Nam 193,2mm, Ân Tường, Bình Định 166,6mm, Bà Nà, Đà Nẵng 115,5mm và Trà Thanh, Quảng Ngãi 101mm. Sáng nay, dự báo khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Tuy nhiên, từ chiều nay, mưa sẽ giảm dần và có xu hướng kết thúc.
Ở các khu vực khác của miền Trung, trời nhiều mây, có mưa rải rác, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thời tiết se lạnh vào ban đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Miền Trung sẽ có 2 ngày ít mưa, sau đó vào sáng ngày 26 tháng 11, mưa sẽ quay lại do ảnh hưởng của không khí lạnh. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm 26 tháng 11, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ chuyển rét. Miền Bắc hôm nay sẽ có mưa rải rác ở một số khu vực, sau đó trời sẽ giảm mây và hửng nắng, gió nhẹ. Buổi sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có thể xuất hiện rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 đến 23 độ C, trong khi vùng núi có thể có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày từ 25 đến 28 độ C. Tuy nhiên, từ chiều 25 tháng 11, gió mùa đông bắc mạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ và trong ngày 26 tháng 11, tác động của không khí lạnh sẽ lan rộng đến các tỉnh miền Bắc. Đặc biệt, từ ngày 26 tháng 11, khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này sẽ dao động từ 16 đến 18 độ C, vùng núi từ 12 đến 14 độ C và ở các vùng núi cao có thể xuống dưới 10 độ C. Từ đêm 26 tháng 11, không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ xuống thấp, khiến trời trở rét, đặc biệt là các vùng núi. Thời tiết trong vài ngày tới ở miền Trung sẽ có mưa giảm dần, nhưng khu vực này sẽ đón đợt mưa mới vào sáng 26 tháng 11. Miền Bắc sẽ bắt đầu đón không khí lạnh từ ngày 25 tháng 11 và từ 26 tháng 11 sẽ chuyển lạnh, đặc biệt là tại các vùng núi, nơi sẽ có rét đậm.